Ok và hello anh em nhé. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thầy Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là EvoWar.io nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy cho mình một like nhé, một comment và một chia sẻ. Nó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Mình vừa gọi là trải qua phút giây sinh tử. Ơ, cái thằng kia định ăn hết của mình rồi. Mình còn đâu mà ăn nữa. Đây ăn được một con to. Ok, thằng kia nó cũng ăn được một con to anh em ạ. Thôi mấy con nhỏ né ra nhá. Né ra luôn. Né thẳng ra luôn anh em ạ. Chúng ta sẽ từ từ thôi. Còn hơn 8 phút nữa, gần 9 phút nữa dành cho chúng ta những cái cố gắng để chúng ta có thể lên top được. Mình nghĩ là không phải lo lắng lắm đâu. Một bé. Ok, hay. Cho lên top 6 luôn rồi. Hy vọng là ta sẽ vô địch được luôn trong cái trận này. Ok, chúng đang ăn được khá nhiều cái item. Sợ. Rồi, đơn giản. Nhưng hơi mất thời gian mấy con đấy anh em ạ. Ok, không sao, ăn được khá nhiều. Đấy, ăn đi, chém nhau đi để mình thịt vài con ha. K3 LP à. Úi giời. Thôi, biết đánh đi anh em ạ. Ok anh em. Rồi chúng ta đang kiếm thêm một vài item nho nhỏ. Úi xời, không chém được luôn. Quả khá ảo nhỉ. Quảng luôn. Ui, chết luôn anh em ạ. Sợ thật. Bơi hết vào đây. Ok. Nào nào. Úi xời ơi, chém hay. Chém hay. Nhớ tới anh em ơi, top 1 rồi. Thế chứ nhỉ. Yeah. Tí oảng, tí oảng anh em bọn nó chém chậm hơn mình một tí, không mà mình oảng à. Đây có thêm thằng này. Hay, ok, hay thật, quả di chuyển tốt đấy nhở. Di chuyển tốt quá. Hôm qua mình đánh 2 trận không chết mạng nào anh em ạ, ảo thật sự. Ok. Mình cứ giữ được cái phong độ là không chết mạng nào là ổn. Mình đấm những cái thằng ở phía dưới thường là mình sẽ rất là dễ toang ha. Mình chưa mình hạ được mấy thằng phía dưới nhiều lắm. Đây, thằng này tạm được. Tại vì mình khá là dài, 70.000. Rồi, mình đi ra giữa thì sẽ có nhiều kẻ địch hơn anh em ạ. Dễ dàng lên top hơn. Đấy, CC. Một bé. Chạy đi đâu. Một khi em đã bị mình dí rồi thì không chạy đâu được nha các bạn nha. Một khi em bị mình dí rồi. Chuyên giết top. Ok anh em ơi, hello. Úi giời, chết ngoáo à. Vừa mới nói xong, chết ngoéo luôn. Thế mới điên chứ, hoảng luôn anh em ạ. Chúng ta có khoảng 4 phút để ta có thể là làm cái này. Ây, hơi buồn. Xin mạng. Xin mạng. Xin mạng. Ok, ở giữa rất là nhiều anh em ơi. Rất là nhiều kẻ địch à. Xin, úi giời, không xin được. Quả đấy không xin được mạng anh em ạ, hơi buồn. Xin, úi giời ơi. Không tới luôn. Thật là vãi đạn. Chuyển giết top này. Quảng lâu ăn. Warriors. Xin mạng. Không kịp quay. Xin mạng, hay. Top 1 luôn. Trở lại. Xin mạng, ok. Mấy hàng top xin mạng phát. Nhẹ nhàng thôi. Xin mạng. Đây không có mấy thằng nhá. Đây. Hay. Thanh niên kia oảng luôn anh em. Oảng chưa. Một bé lên bảng điểm số tiếp. Ok, trên kia đông rất đông lắm. Đông lắm. Đông lắm, ok. Bình tĩnh anh em. Mấy con này bé quá, không muốn ăn. Bé quá, không thèm ăn luôn anh em. 240 mấy nghìn rồi. Nice, top 1 luôn.
khó phết đây à. Quay lên top. Ok. Ok. Rồi anh em ơi, cứ bình tĩnh. Hello. Ăn là được bạn. Mình đang đứng ở đây khá ổn, mình mới chết một mạng thôi anh em ạ, mình mới chết một mạng duy nhất rồi. Có lẽ mình sẽ kiếm một cái chỗ ở tầm giữa gì đấy. Khá khó. Tôi đang xem là đánh ở đâu thì nó sẽ hợp lý nhất anh em ạ. Wario. Hơn 300.000 rồi. Tuyệt vời rồi. Dễ quá nhỉ. Trên có vẻ khá là trống anh em ạ. Ta sẽ lên phía trên. Là đẹp. Phan anh 7. Chạy đi đâu? Tuổi gì nha? Tuổi gì? Hơn 300.000 rồi, buồn gần 400.000 rồi. Có khi phá kỷ lục ấy chứ. Có khi còn phá kỷ lục ngày. Tại phải được khoảng 600.000 anh em ạ. Thì may ra mong được lên kỷ lục top ngày ha. Cứ bình tĩnh, cho đánh được hết mà. Top 2 đang quá ít điểm so với top 1 này. Mình cứ chăm chỉ mình ăn thêm vài con nữa là mình lên nha. Điểm nhanh 400.000 rồi. Thế giới có mấy con. Trên này chẳng có con nào nhỉ. Trên này ít con quá. Ít con nhỏ, ấy con to quá. Đang kiếm mấy con to mà khó. Ăn nè. Tưởng rễ. Chắc xuống dưới. Toàn con bé nhỉ. Bé quá, mấy con này bé quá. Vấn đề là mình cũng không ăn được. Cái nó chạy mất rep rồi. Mình sẽ xuống dưới anh em ơi. Trên này toàn kẻ thù gọi là khó nhằn ha. Thay đổi góc rồi lao thẳng vào luôn ạ. Ảo thật sự luôn. Muốn chết thì anh cho chết thôi. Từ lúc bây giờ mình không lấy. Ui ôi. Hoàn toàn có thể oẳng nha anh em. Không ăn nhiều là lại oẳng đấy nhá. Thế thôi. Không ăn thêm một vài con nữa là có thể bị bật top bất kể lúc nào nha anh em. Chơi bớt vào đấy. Bớt vào đấy. Ok. Ấy, lên chân 500.000 rồi. Ok, chúng ta đang ở trong góc này khá đẹp. Vào đây này, 500 rồi. Anh trai thành nghe gì cũng chỉ top 2 thôi bạn nè. Nhé. Đang di chuyển rất ngon ha. Nice, 583.000. Ăn nào được. Bạn ơi, gần 600.000 điểm luôn. Lên 600.000 điểm đi anh em. Để có thể kiếm được một cái vị trí trong top ha. Chứ không có ai nhỉ. Đây, kiếm đánh con này nữa thì lên được top ha. Không ăn được hả? Nó không cho mình lên top luôn anh em. Không lên được top hả? Đấy, top. Nice. Với 654.000 điểm. Ô, anh trai thành cái gì có 381. Gớm à. Quá đơn giản anh em ạ. K3 LP. Khi tôi đứng ở trong top mất rồi. Trận này đỉnh quá. Trận này gọi là hết nước chấm anh em. Tôi cố gắng hạ hàng kia để lên top mà. 650.000 điểm ấy. Profile 654.000 điểm à. Có phải lúc trận hôm nay là 654 không anh em? Ngày hôm nay thì chắc chắn là lên top rồi anh em ơi.
Nhưng mà vấn đề là nó không cập nhật nhỉ. What the fuck? Không thấy luôn, không thấy thành EZ luôn. Việt Nam mãi đỉnh. Đó. Tôi đâu? Tôi được 654.000 mà. Ảo ma nhỉ. Không thấy tên mình luôn. Cái game game nồi này hình như là chưa cập nhật ạ. Ngày hôm nay này. Mai buổi sáng mà. Ảo thật sự luôn anh em ơi. Từ từ tôi sẽ vào lại nhá. Thoát hẳn cái web ra nhá. Mình sẽ vào hẳn lại một cái web mới nhá. evilmua.io. Để xem nó update chưa. Không update thì đúng là cái cú thật sự luôn anh em ơi. Thì không biết làm nào. 654.000 điểm này, best này, một lần chết này đúng không. 654.000 điểm, lead the boss. 654. Ơ sao không có nhỉ? Hay một lúc nó mới update cả. Mình nghĩ là một lúc nó sẽ update anh em ạ. Chắc chắn là mình sẽ đứng rơi vào tầm khoảng là vị trí thứ 14 anh em ạ. Sẽ đứng thứ 14 của ngày hôm nay nhá. Của tuần thì chịu, của tuần thì phải lên được khoảng 715 cơ. Ngày hôm nay là cũng gớm rồi. Rồi nhá, xin chào lại anh em.